Chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi với 463 trên 465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Nhiều người kỳ vọng luật được thông qua sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng. Thực tiễn thời gian vừa qua, nhiều người tiêu dùng lo ngại việc thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng bị lộ khi mua hàng và thanh toán trực tuyến. Đây cũng là một trở ngại không nhỏ cho ngành thương mại điện tử. Trong khi đó, thì việc mua sắm và thanh toán trực tuyến đang được ưa chuộng ở người tiêu dùng. Alo. Bên em là công ty cổ phần MBS ạ. Thì bên em đang tổ chức chương trình học hỏi và giao lưu với các nhà đầu tư hoàn toàn miễn phí trên Zalo chị ạ. Sao bạn lại có số này của mình? Dạ, bên em liên kết với ngân hàng mới có số của chị ạ. Vui lòng đồng ý giúp em để chị tham khảo chị nhé. Liên tục gọi điện mời vào nhóm Zalo chia sẻ thông tin chứng khoán. Khi thấy không thể thả mồi, những số máy lạ này ngay lập tức chặn liên lạc. Mỗi ngày, chị Linh nhận được cả chục cuộc điện thoại rác tương tự với đủ loại mời chào mua bán. Gần đây nhất, có cả cuộc điện thoại thông báo cắt điện nước do gia đình chị chưa trả tiền. Trong khi vài ngày trước đó, chị Linh đã thanh toán đầy đủ mọi hóa đơn. Điều này khiến chị lo lắng thông tin cá nhân có thể bị lộ sau nhiều lần mua hàng và thanh toán trực tuyến. Cái thông tin cá nhân của mình ấy, tôi thấy bây giờ nó không còn an toàn nữa. Nhất là về cái số điện thoại và tương lai không biết thế nào, chứ tôi rất là lo lắng về vấn đề chẳng hạn như là thẻ ngân hàng của mình, khi mà mình quẹt được rất là nhiều nơi như thế không biết là có bị lộ ra không. Rồi là mình đăng ký tài khoản tại tất cả các sàn thương mại, mình đã lộ thông tin thêm một lần nữa rồi. Là người trụng mua hàng thanh toán trực tuyến, bạn trẻ này đã cập nhật số tài khoản ngân hàng, ảnh căn cước công dân trên tài khoản mua sắm. Lợi dụng kẽ hở, các đối tượng xấu ăn cắp thông tin cá nhân, dụ dỗ người dùng ấn vào link website giả mạo trang thương mại điện tử uy tín để chiếm đoạt tài sản. Cái lần đó thì mình đã bị mất khoảng 8 đến 9 triệu. Cái những cái thủ đoạn này rất là tinh vi. Về cái giao diện của người dùng thì gần như là nó không có quá nhiều sự khác biệt để mình có thể phân biệt màu sắc này, logo này, hoặc là những cái vị trí bố cục sắp xếp trên cái màn hình ấy thì gần như là giống. Khi mua hàng trên các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội, người tiêu dùng phải khai báo các trường dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Nếu không đủ kiến thức và kỹ năng để bảo mật thông tin, rủi ro mất tiền trong tài khoản là rất lớn. Cái đối tượng này á, khi mà truy ra thì rất là khó, tại vì là họ đa phần là không ở Việt Nam. Nó hoạt động theo một cái tổ chức và rất là chuyên nghiệp. Những cái trang web này đa phần là mở ra thì thường thì ở tầm 1-2 tháng là những cái đối tượng này cho sập cái trang web hoặc là cái ứng dụng đó bắt đầu là mở thêm, cho nên chặn một vài trang rồi cái qua ngày hôm sau là có thêm một vài trang mới. Theo Bộ Công an, hiện 2/3 dữ liệu thông tin cá nhân của người dân bị lộ lọt thông qua nhiều nguồn khác nhau. Lỗ hổng lớn nhất ở đây chính là con người, trong đó một số trường hợp nhân viên công ty lấy thông tin bán ra ngoài. Doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát các lỗ hổng bảo mật, đơn vị nào cũng có thể bị hack. Hầu hết các nền tảng online, doanh nghiệp đều có thông tin khách hàng là những dữ liệu rất nhạy cảm.